Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải số sàn 2 cầu quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được cả hơn 10 vạn km rồi. Phiên bản này là phiên bản số sàn 2 cầu quý vị và các bạn nhé. Rất là mới và rất là đẹp luôn, màu trắng này, lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết nó đang mưa cho nên là ảnh hưởng của bão, cho nên là tôi không đem ra ngoài, tôi quay tại cửa hàng chúng tôi đây. Thì nó cũng chưa dọn dẹp được kỹ đâu, cho nên là nó cũng hơi bẩn một chút. Nhưng mà thôi, tôi cứ quay, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn đã về chiếc xe Mazda BT50 2018 phiên bản số sàn 2 cầu này các bạn nhé. Những chiếc xe bán tải của Mazda nó cũng giống như những chiếc xe bán tải của Ford, đều có phiên bản 2.2, 3.2 và phiên bản 1 cầu, 2 cầu. Phiên bản này là phiên bản số sàn 2 cầu các bạn nhé. 4x4 này tức là 2 cầu đó các bạn này. Rất là đẹp luôn, gầm máy đây các bạn này. Chưa có bị gì chép gì đâu các bạn nhé. Rất là đẹp này. Đấy, một chiếc xe bán tải đều rất là đẹp đây các bạn này. Tôi quay chi tiết cho quý các bạn xem đây ạ. Đấy, rất đẹp luôn, phần gầm đều đẹp luôn bạn nhé. Không có bị gì chép gì đâu các bạn ạ. Rất là đẹp này. Nhìn về phần đầu của chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, đèn đầy đủ luôn, chưa có bị xước sát gì cả này. Đèn gầm này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, bậc cửa này, đầy đủ luôn rồi nè. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp như này đây. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm vai thể thao rồi nè. Chưa có nắp thùng nhưng đã có vai thể thao. Đấy, dàn lốp rất là dày, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, lốp này rất dày, rất là đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đẹp rồi. Phần nội thất của chiếc xe đây ạ, toàn bộ từ những keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này, vô lăng cần số này. Đấy, rất đẹp luôn nội thất nhé. Chiếc xe này thì được chủ xe rất là cẩn thận này, bọc trần bằng ni lông cho nên là kinh nỉ trần đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét là mới có hơn 10 vạn km thôi các bạn này. Đấy, toàn bộ từ tắp bi, tắp lô đều rất đẹp luôn. Nội thất ghế da này, trải sàn da đầy đủ luôn rồi. Đấy, tôi sẽ bật trước cái cabo lên cho các bạn xem nhé. Đấy, một chiếc xe bán tải 2018, 6 năm sử dụng rồi, 10 vạn km. Keo chỉ là nguyên zin đây các bạn này. Đấy, tất cả là keo chỉ còn nguyên zin nhá. Nội thất từ tắp bi cánh cửa này cho đến hàng ghế ngồi này, hàng ghế ngồi phía sau rất là mới luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Cho nên là đẹp và đều của chiếc xe đây ạ. À, thùng sau đây các bạn xem này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vai thể thao rất là đẹp. Đấy. Và đây là chiếc tắp bi cánh cửa phía sau bên phụ này. Toàn bộ từ keo chỉ này, nguyên zin luôn, chưa có bị đâm va gì cả các bạn nhé. Đấy, nội thất đều rất đẹp này. Bậc cửa cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Nội thất ghế da đều rất là mới. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, tắp bi, toàn bộ từ tắp bi, tắp lô, vô lăng, cần số tay phanh đây các bạn này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nguyên bản, đẹp và nguyên bản luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, động cơ của chiếc xe là nguyên zin luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, nguyên zin hết này. Động cơ nguyên zin, ốc cabo nguyên zin này, keo chỉ nguyên zin. Cái cabo này nặng quá các bạn ạ, những chiếc xe bán tải này cabo rất là nặng, tôi giữ một lúc là chắc là mỏi tay luôn này. Đấy, động cơ này rất đẹp luôn các bạn nhé. Nặng quá, nặng quá, tôi đỡ cái cabo mà mỏi hết cả tay, tê hết cả tay luôn. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe bán tải Mazda BT50 sản xuất năm 2018, lăn bánh được hơn 10 vạn km. Phiên bản này là phiên bản số sàn
hai cầu quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 385 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mazda BT50 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.